Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào tỉnh Thanh Hóa bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh trường Đại học Hồng Đức đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, chiều ngày 7 tháng 3, nhận được tin báo của người dân thành phố Thanh Hóa về các trường hợp nhập cảnh trái phép vào tỉnh Thanh Hóa, các lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, phát hiện 12 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ngay sau đó, ngành công an phối hợp với ngành y tế đã đưa các đối tượng nhập cảnh trái phép này đi cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, trường Đại học Hồng Đức, đồng thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly tập trung đến đủ 14 ngày và sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 trước khi hoàn thành thời gian cách ly. Liên quan đến đường dây đưa người nhập cảnh trái phép, hiện cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Để chuẩn bị cho các hoạt động tiêm chủng vaccine phòng bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh an toàn hiệu quả, đáp ứng các quy định của việc quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cơ sở tiêm chủng ra soát các quy trình về quản lý chất thải y tế trong các cơ sở y tế như phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh, đồng thời thực hiện xây dựng quy trình quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Cục Quản lý Môi trường Y tế. Các đơn vị phải xây dựng phương án về vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong việc thực hiện triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn, tổ chức tập huấn hướng dẫn về quản lý chất thải cho toàn bộ cán bộ y tế và bố trí đủ túi, thùng, dụng cụ đựng chất thải theo đúng quy định về quản lý chất thải y tế của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đang được kiểm soát tốt, các đơn vị kinh doanh dịch vụ thương mại đang đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, mở rộng hoạt động để phục hồi tăng trưởng doanh số trong giai đoạn bình thường mới. Nằm trên tuyến phố Lê Hoàn của thành phố Thanh Hóa, cửa hàng kinh doanh phân phối các sản phẩm chính hãng của Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 đang là điểm mua sắm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm soát tốt, cửa hàng vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch. Ngoài ra, cửa hàng cũng chú trọng đưa các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý. Qua đó không chỉ góp phần hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho người dùng, mà còn là điều kiện để tăng trưởng doanh thu của đơn vị. Trong cái tình hình dịch bệnh là đã được kiểm soát tốt, thì là công ty cũng đã đón được nhiều khách đến như để mua sản phẩm, và cái doanh thu doanh số của công ty là cũng đã, và của chi nhánh là cũng đã cao lên theo từng tháng. Và đặc biệt là trong cái dịp ra Tết này thì là cái sản phẩm của công ty cũng đã được đưa đến người tiêu dùng rất nhiều. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra an toàn thông suốt, các đơn vị kinh doanh dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh xác định tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19. Nhiều đơn vị đang chủ động điều chỉnh cơ cấu nguồn hàng, thực hiện khuyến mãi, giảm giá, tăng cường bán hàng online. Cùng với đó, để đón đầu sức mua của người tiêu dùng được dự báo sẽ tăng trở lại trong quý 2 năm 2021 khi kinh tế dần hồi phục, ngành công thương Thanh Hóa cũng đang hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, đồng thời tăng cường vai trò quản lý của nhà nước trong bình ổn thị trường, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Thông tin từ Ủy ban dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết vào hồi 17 giờ ngày 6 tháng 3, tàu cá số đăng ký TH90142TS của ông Nguyễn Duy Bảo, thường trú tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, khi đang hoạt động tại khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ thì thuyền viên Nguyễn Duy Côi rơi xuống biển. Hiện nay các tàu cá khai thác gần tọa độ vẫn đang tìm kiếm nhưng chưa thấy anh Nguyễn Duy Côi. Lực lượng chức năng đã thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển và người dân sinh sống ven biển biết thông tin để trong quá trình hoạt động trên biển tăng cường quan sát tìm kiếm thuyền viên này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại đối với ông Vũ Văn Minh Thành, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, số tiền là 90 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời buộc phải tiêu hủy hơn 9,3 tấn nầm lợn vi phạm. Trước đó, vào ngày 26 tháng 2, trạm cảnh sát giao thông Quảng Sương, công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ xe tải đầu kéo mang biển kiểm soát 51C58200 kéo theo rơ móc 51R17325 đang vận chuyển 9.350 kg nầm lợn không rõ nguồn gốc. Tài xế khai nhận chở thuê cho chủ hàng là Vũ Văn Minh Thành, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, về thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ.
Dưới sự chứng kiến và giám sát chặt chẽ của lực lượng quản lý thị trường và đại diện các ngành chức năng, toàn bộ hơn 9,3 tấn nầm lợn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã bị tiêu hủy tại lò đốt xã Hoàng Đức, huyện Hoàng Hóa theo đúng quy định. Vài năm trở lại đây, nghề nuôi tôm trong bể đang phát triển mạnh ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình. Tuy nhiên, do các hộ nuôi chưa làm tốt công tác xử lý môi trường, đặc biệt là xử lý nguồn nước thải, nên đang tạo ra nhiều áp lực cho môi trường sống trong khu vực. Ở xã Hải Thanh, hiện có 70 hộ gia đình nuôi tôm ngay tại đất ở, đất vườn và đất thuê 50 năm. Nhà ít thì vài bể, nhà nhiều cả chục bể san sát. Tất cả các hộ nuôi tôm đều có chung cách làm là hút nước biển vào xử lý để chăn nuôi và thả nước thải trực tiếp ra biển. Người nuôi tôm ở phường Hải Thanh ví nước thải ra biển với việc ô nhiễm như muối bỏ bể. Nhưng nếu là muối đi chăng nữa thì được xả với lượng lớn cũng sẽ làm tăng độ mặn, ảnh hưởng đến sự sống của vi sinh vật biển. Không những thế, chất thải ra không phải là muối mà là tạp chất có nguy cơ ô nhiễm cao. Đã vận động người nuôi tôm đấy là trước khi thải ra môi trường là phải xây các ô bể lắng lọc và để cho những cái xác tôm, vỏ tôm là được vớt, là không thải ra môi trường những cái vỏ tôm và cái thức ăn thừa, thì nó hạn chế cái giảm thiểu cái tác động ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, trên thực tế chưa có hộ nào thực hiện việc xây hệ thống xử lý nước thải. Toàn bộ lượng nước thải hàng ngày và nước thao bể sau khi thu hoạch đều được xả trực tiếp ra môi trường. Tình trạng ô nhiễm đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Đã có nhiều bài học đắt giá về việc phát triển kinh tế mà bất chấp hậu quả đối với môi trường. Vì vậy, chính quyền phường Hải Thanh và cơ quan chức năng thị xã Nghi Sơn cần phải có biện pháp kiên quyết để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm để bảo vệ môi trường. Vào hồi 14 giờ 40 phút chiều nay, nhiều người dân hốt hoảng khi phát hiện cây cột điện trước lô 6 và lô 7, 96 đường Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa bốc cháy dữ dội. Theo người dân chứng kiến cho biết, vào thời gian trên, cây cột điện bên đường Lê Hoàn bất ngờ bốc cháy dữ dội và cháy lan sang các đường dây điện thoại, đường điện sinh hoạt của các nhà dân. Nhận được tin báo, Điện lực thành phố Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, đưa phương tiện cứu hỏa đến và kịp thời dập tắt được đám cháy. Tại hiện trường, nhiều dây điện bị cháy đen. Thời gian qua, việc xảy ra chập cháy ở các cây cột điện không phải là trường hợp cá biệt, khiến nhiều người dân lo ngại về tình trạng mất an toàn tại các cây cột điện trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Bản tin 18 giờ 30 sẽ được chuyển sang những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày hôm qua, tại cây xăng Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Vũ, chú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn đang vận chuyển trái phép 30.000 viên hồng phiến có khối lượng khoảng 3 kg. Vũ khai nhận số ma túy trên là của một đối tượng trên địa bàn thuê đi giao cho một người không quen biết để lấy tiền công. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 8 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người về tội mua bán người dưới 16 tuổi. 8 bị can này nằm trong đường dây buôn bán trẻ em sang Trung Quốc mà cơ quan chức năng phát hiện trước đó, giải cứu được 4 trẻ sơ sinh chưa bị bán ra nước ngoài. Cơ quan chức năng cũng xác định thêm 4 trường hợp mang thai và nuôi con nhỏ liên quan và đang tiến hành điều tra để xử lý theo quy định. Lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt quả tang 16 người Trung Quốc đang tìm đường vượt biên sang Campuchia. Nhóm người này khai nhận qua mạng xã hội họ quen biết với một người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại Trung Quốc và được người này giới thiệu sang nước ngoài làm việc. Nhóm này từ tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đi bộ qua đường Tiểu Ngạch vào Việt Nam, sau đó đón xe đến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và lên Tây Ninh tìm đường sang Campuchia thì bị phát hiện bắt giữ. Lực lượng công an vẫn đang khẩn trương truy tìm những người có liên quan và đưa 16 đối tượng đi cách ly theo quy định. Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 17 đối tượng do Hoàng Thế Anh và Ngô Thành Luân cầm đầu về hai tội danh giết người và gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, nhóm của Thế Anh và nhóm của Luân có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên đã hẹn đánh nhau. Khoảng 1 giờ 20 phút ngày 24 tháng 2, hai nhóm đi trên xe máy mang theo hung khí đến khu vực ngã ba Đinh Công Tráng, Trần Hưng Đạo gặp anh em HTM chờ chị NTMH đi theo hướng ngược lại. Do nhầm tưởng là nhóm đối thủ nên các đối tượng đã dùng hung khí chém anh M vào đầu tử vong. Vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 8 tháng 3, một đám cháy lớn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Thế Kỷ An Phát, số 724 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã điều động 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tích cực phun nước dập lửa. Đám cháy khiến toàn bộ đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.
Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bản tin 18:30 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.